Các nhà bán lẻ đã kéo dài giờ mở cửa trong ngày thứ Sáu đen, bắt đầu mùa mua sắm cuối năm ở Hoa Kỳ. Hàng triệu người Hoa Kỳ đã mừng lễ tạ ơn bằng cách chất đầy hàng hóa vào chiếc xe, trong khi các nhà bán lẻ mở cửa sớm hơn cho dịp mua sắm ngày thứ Sáu đen. Ngày thứ Sáu đen là ngày chính thức bắt đầu mùa mua sắm cuối năm tại Hoa Kỳ. Năm nay có 6 ngày ít hơn so với những năm khác do ngày lễ tạ ơn năm nay đến trễ. Macy là một trong những chuỗi bán lẻ mở cửa bán hàng vào lúc 8 giờ tối hôm qua. Một làn sóng người hối hả đã tràn qua các cánh cửa của những trung tâm mua sắm trên khắp đất nước để hy vọng mua được một số ít các mặt hàng đã được giảm giá nhiều trong ngày đặc biệt này. Tại các cửa tiệm Toys R Us ở Chicago, đã có hàng ngàn người mua sắm chất đầy hàng vào xe để làm quà Giáng sinh cho trẻ em. Một người cho biết một hộp Lego thường có giá 50 Mỹ Kim, giờ đây chỉ còn 20 Mỹ Kim. Đây là dịp mua sắm có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Ở Las Vegas, một số người cắm trại bên ngoài cửa tiệm một vài ngày trước để được là những người đầu tiên vào bên trong. Nhiều người Hoa Kỳ vẫn không bỏ qua truyền thống đi du lịch vào mùa lễ tạ ơn, bất chấp thời tiết xấu với mưa to, gió lớn và tuyết rơi ngập đường. Theo khảo sát của hãng AAA, khoảng 43 triệu người lên đường từ ngày 27 tháng 11 để tận hưởng một kỳ nghỉ dài ngày.